móng nhà còn nước đầy ự thì không thể làm được. Đấy, chỉ có cái lúc mà anh em mình lên thì nó tạnh thôi, chiều tối nó đã là mãi mưa dồn dập rồi. Đấy. Cháu cảm ơn bạn Na rất nhiều nhé. Bạn Na đã cụ thể rất là nhiều cho hai vợ chồng cháu. Tam Giác Mạch xin phép giới thiệu với quý khán giả trên kênh. Hiện tại thì gian hàng nhỏ bé của Tam Giác Mạch có những sản phẩm bao gồm là trà đây. Đấy. Mật ong hoa bạc hà, sản phẩm thuốc đại tràng HG, măng rừng này, dứa rừng này, rồi là chuối hột, và đặc biệt là có sản phẩm mật ong khoái rừng tự nhiên xịn, măng thì cực kỳ đẹp rồi. Đấy, nấm ngọc cẩu ngâm rượu nhé, công dụng thì rất là rõ, bổ máu bổ thận, kích thích đường tiêu hóa thông tiểu. Đấy, bổ dương cực mạnh nhé. Đấy, hoa đu đủ này, măng rất nhiều, rượu kháu vái lèng. Đấy, mỗi khi mua sản phẩm thì sẽ được tặng thêm một chai để dùng thử. Ngoài ra thì có nụ tam thất và sản phẩm nghệ mật ong bạc hà ngâm nghệ đen, tác dụng là chữa đau dạ dày, viêm loét dạ dày. Đấy, tăng cường hệ miễn dịch và ngăn sự phát triển của tế bào ung thư. Ngoài ra thì có bột tam thất này. Đấy, và cả hạt óc chó nữa mọi người nhé. Cô ba anh chị mua thì liên hệ theo số điện thoại 0816145678 là Tam Giác Mạch sẽ gửi cho ạ. Xin cảm ơn ạ. Nước này nhiều không em? Có, nước rất nhiều luôn. Mùa này mà làm ruộng thì quá ok. Bột trôi nhiều phết đấy nhỉ? Vâng. Cầm cái dao về đi, anh mua được cái dao rồi. Vâng. Chợ, đúng phiên chợ mới có. Vâng, đúng rồi. Để về cắt cỏ, cái này là của bà Năm ở Bình Dương gửi nhé. Vâng. Bà đã gửi tiền cho mình mua dê đấy. Vâng. Xin chào cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch. Một cái thước phim nữa mà anh em mình vẫn phải ghi hình. Và đương nhiên là nhà là chưa khởi công. Đấy. Chỗ này là cát chát à? Vâng. Đây là cát chát. Chào xin chào các bác. Nước vẫn nhiều lắm nhỉ? Ừ. Đây thì tối thì mưa to rất nhiều anh. Nói chung là ở đây mưa triền miên mọi người ạ. Ừ. Nói thật là trong một hai cái thước phim vừa rồi cháu Hiệp lên hình ấy, thì có một đến vài khán giả có nói anh em mình rất là khó chịu, phải nói là khó chịu, nhưng mà không lên video thì không lên thì không được. Đấy. Bây giờ mọi người nhìn nước vẫn còn đầy ự luôn, tức nghĩa là ở đây là ngày nào nó cũng mưa và tối nào nó cũng mưa. Đấy, nó là như vậy, chứ không phải là anh em mình không làm nhà hay là vì lý do gì cả. Tiền thì đã trong tài khoản rồi, ở đây rồi. Và vật liệu thì đã trả hết rồi. Đấy, hơn 30 triệu tiền vật liệu đã trả và đã tập kết hết bột, cát, xi, gạch, sắt, cát chát, các thứ, sỏi để mà đổ rằng đầy đủ hết rồi. Vật liệu đầy đủ hết rồi. Thật sự là không có một cái lý do nào để đình trệ cái việc làm nhà cả. Chỉ có mỗi ông trời thôi, nói thật là như vậy. Có một vài khán giả, có lẽ là khán giả đấy vẫn xem video này của cháu Hiệp, thì mong mọi người hiểu rằng là nhất là những người khán giả mà comment là anh em mình câu kéo hay là găm tiền hay nọ kia ấy. Thứ nhất là tiền, thứ nhất là găm là đúng. Bởi vì là bây giờ không làm gì tự nhiên mang tiền đi giải hay là mang đi sử dụng mục đích gì. Chỉ có một khi anh em xây xong mình giả tiền công này. Thứ hai là vật liệu thì anh em mình đã giả tiền vật liệu rồi. Đấy, thứ ba là xây xong phần tường chính thì mới bắt đầu là mua gạch, mua sơn, mua mái, mua nọ kia. Thật sự là khán giả nói anh cũng rất là nhiều, rất nhiều khán giả nói là anh em mình không làm nhà ấy. Đấy. Thì... vì trên này thì nó cũng suốt ngày mưa như thế thì cũng không biết làm thế nào. Đấy. Thì làm thì rất mưa như thế này thì cũng không làm được. Không thể làm được chứ không phải là không muốn làm. Làm việc gì cũng rất là khó anh ạ.
anh em mình đã khoán ấy, thì thực tế đấy, đã khoán thì không phải lo đâu anh em, người ta làm nắng một cái là người ta làm liên tục đến khi xong người ta bàn giao xong là về, chứ không phải thuê công nhật, nên là cái điều đấy là không khó. Tuy nhiên thì để mà nán lại ghi một vài thước phim chia sẻ cũng như là ngồi phân trần lại những cái câu nói của khán giả thì sẽ có nhiều vị khán giả vào bảo anh em mình là không nên chấp vặt những cái comment đấy. Thì từ trước đến giờ rồi luôn luôn là như vậy, làm việc tốt nhưng mà luôn luôn sẽ bị đem so sánh với những cái việc mà không tốt, hoặc là sẽ bị so sánh giữa người này với người khác. Thì mỗi nơi, mỗi khác, mỗi anh em, mỗi công trình và mỗi nơi thì nó sẽ có một cái điều kiện khí hậu khác nhau. Đấy, như hôm nay mình lên, hiện tại là hôm nay phải chia sẻ thật với mọi người, video này cháu Hiệp ghi hình vào ngày mùng 2 tháng 7. Khả năng là sẽ phát vào tối nay hoặc là sáng mai. Đây bây giờ là 10 giờ 31 phút của ngày Chủ nhật. Mà bây giờ mọi người nhìn móng nước, móng nhà còn nước đầy ự thì không thể làm được. Đấy, chỉ có cái lúc mà anh em mình lên thì nó tạnh thôi, chiều tối nó là mãi mưa dồn dập rồi. Đấy, mọi người không ở đây thì sẽ không biết được cái điều kiện thời tiết nó như thế này. Đấy, nếu mà mưa, nếu mà khô liên tục thì chắc chắn là thợ, thậm chí là thợ người ta mang đồ hết lên đây rồi nhưng mà người ta không làm được, người ta phải về thôi chứ không phải là lý do gì cả. Đó, thì chia sẻ với mọi người video này là được ghi vào lúc 10 giờ 32 phút ngày 2 tháng 7 mà thời tiết nó như thế này thì tâm sự với mọi người. Tuy nhiên thì hôm nay là lên đây trao cho em Xính cái dao để mà cắt cỏ cũng như là để chủ động trong cái việc chăm sóc cái đàn dê của mình. Đi bây giờ anh em mình đi về nhà đi. Hôm nay thì cũng đã dặn em Xính là chuẩn bị một chút cái vật liệu để hoàn thiện cái dao. Đây bây giờ anh em mình đi xuống đây. Ngoài lý do thời tiết thì không có một cái lý do gì để anh em mình đình trệ cả. Đó. Mà mọi người bảo là tập kết đầy đủ rồi làm đi, mưa cũng làm đi, thì nói thật đấy, tất cả những cái comment đấy là những người không bao giờ ủng hộ anh em mình làm việc tốt. Đấy, chỉ mong rằng là xúi dục anh em mình làm cái việc mà thật sự là nó không phù hợp. Giả dụ bây giờ mưa như này anh em mình xây, thứ nhất là cái kết cấu nó sẽ xi, nó không ăn, nó không chết. Thì cái kết cấu nó sẽ bị bở rời hoặc là trong thời gian sử dụng nó sẽ bị hỏng hóc hết rất nhiều. Đấy. Thì sau này mà hoàn thiện rồi, Xính Ngọc vào ở rồi, nhà hỏng, thì chính những vị khán giả đấy lại quay lại chửi anh em mình, cắn xé anh em mình. Nên là mình, nói chung là cháu Hiệp là chia sẻ với khán giả để mọi người hiểu thôi. Còn mọi người mà không hiểu và thông cảm cho cái điều kiện ở đây thì mình cũng không biết nói thế nào. Đây là một cái khu vực gần như là trũng đấy, trũng nước là đổ từ trên kia xuống đây hết này. Đấy. Đào móng xong được 2 ngày rồi, mưa liên tục dồn dập. Nói chung ở đây là mưa suốt ngày. Vâng, đây là mưa suốt ngày, tối đó. Là mưa luôn anh ạ. Ừ. Vâng. Đó. Nên là khi mà anh em thợ vào thì anh em mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người. Bản thân cháu Hiệp là những người mà sốt ruột hơn mọi người rất nhiều. Bởi vì góc độ đã nói rồi, mình là người cầm tiền của các nhà hảo tâm, thì chắc chắn mình sẽ, cái trách nhiệm của mình sẽ phải là cao và đặt lên hàng đầu. Đó. Xính giờ này có xem video của anh không? Có anh ạ. Thấy có biết khán giả comment gì không? Có. Các bác bảo là anh em mình dựng một cái lều ra, sau đấy là vẽ ra cái việc em bị đau ốm, sau đó là kêu gọi nhà hảo tâm. Cái này em nghĩ thế nào? Đấy là các bác nói như nào thì cũng được, nhưng mà mình làm cái câu mà thật sự nhỉ. Hả? Mình có ốm đau thật thì mình chỉ nói thật thôi, không chứ bị đùa ai cả. Ừ. Vâng. Thế còn cái lều này thì sao? Cái lều này thì vẫn là của mình thật. Ừ. Vâng. Mình ở đây là thật hay đùa? Thật. Ừ. Nói thì nói vậy thôi, anh tâm sự với Xính thôi. Đâu, nãy chuẩn bị cái cây chưa? Thật ra là những cái comment đấy thì anh em mình không quan tâm nhiều. Tuy nhiên thì nó cũng là một cái vết gợn. Bởi vì là các khán giả là so sánh. Ví dụ như là cháu Hiệp vừa mới tâm sự với Xính Ngọc ấy là một vài khán giả được cụ thể luôn, được cháu Hiệp cụ thể với mọi người luôn. Có cái khán giả có nói với anh em mình thế này. Không có cái ốc có mà, có cái chốt mà. Ô rơi rồi à?
thấy rồi. Ô chắc rơi rồi. Chắc rơi rồi. Nãy có mà. Em nhá. À. À, có khán giả là Quyết Nông 3412. Nói thật là cái khán giả Quyết Nông này là đi từ kênh, từ tất cả các kênh làm thiện nguyện luôn, từ Tây Bắc sang Đông Bắc là chuyên là xăm soi xỉa sói những cái, phải nói là cực kỳ tích cực cái vấn đề là đi soi anh em mình tất cả những vấn đề. Có khán giả Quyết Nông thì nói thế này: lều lán tạm đang là phong trào nổi lên ở Hà Giang. Đấy, chỉ có kênh .. là quay những hoàn cảnh nghèo đúng sự thật. Thì cái nghèo hay không, hay là lều lán tạm hay không ấy, thì anh em mình cũng phải đều xác minh chỗ trưởng thôn cũng như là công an viên và bà con ở đây. Mình có thể nói dối quý khán giả ở trong và ngoài nước hay là gần xa, nhưng mà bà con khu vực xung quanh hay là thậm chí là cả cái huyện hay cái xã này thì mình không thể nói dối được. Cái điều đấy là tâm sự cho bạn Quyết Nông được biết. Đấy. Mình không biết bạn Quyết Nông là bạn ấy ăn cơm hay là làm công việc gì, nhưng mà rất là chịu khó đi đưa ra những cái bình luận tiêu cực để mà dẫn dắt mũi dư luận, sau đó là mang tính là gây bức xúc cho chủ kênh cũng như là quý khán giả xem video. Thì tất cả những cái mà anh em mình chia sẻ đấy thì nó là sự thật chứ không thể nào làm láo được mọi người ạ. Bởi vì mọi người biết rồi, bây giờ mình có thể dàn dựng, mình có thể dàn dựng cho những người xem trên màn hình TV được biết, nhưng mà bà con lối xóm, trưởng thôn, công an viên, tất cả cán bộ người ta không, chẳng lẽ người ta lại không biết điều đấy. Thì anh Quyết Nông anh ăn cơm anh cũng phải nghĩ rằng cái điều đấy. Đấy. Ngoài ra thì còn có một cái là chơi là còn mãi, hay có một cái nick chơi là còn mãi. Thì comment là có tiền cái là hết đau ốm và bố con lại hòa hợp luôn. Đó. Thật ra hôm nay anh em mình lên đây để tặng con dao này. Mọi người nhìn thấy con dao rất là to rồi đúng không? Đó, để chặt cỏ. Đó, và những cái tâm sự anh em mình ngồi để tranh thủ thôi, bởi vì cũng chưa làm nhà thì tranh thủ ngồi có những cái vấn đề để tâm sự với những khán giả đã xem anh em mình lâu rồi và đã là fan rồi thì chắc chắn người ta biết hành trình mình như thế nào và con người của cháu Hiệp cũng như là cách làm việc của cháu Hiệp và anh em làm thiện nguyện nó như nào. Nhưng mà một vài khán giả thì chuyên là ăn cơm xong là đi đấy, đâm bị thóc, chọc bị gạo, ném đá hội nghị, đại loại như vậy. Thì comment như thế thì cái vấn đề ốm đau của Xính ấy thì đã có kết luận của bệnh viện chứ không phải là anh em mình nói suông hay là một thầy cúng nào đứng ra nói cả. Nên là những khán giả mà không xem được video đấy thì mong rằng là một là lướt qua, hai là quay lại những cái video anh em mình đi khám ấy, thì có kết luận bác sĩ thì anh em mình mới dám nói thôi. Chứ còn đến đây để quay đau ốm thì rất dễ dàng thôi, chỉ cần cho nằm ra chỉ là đau ốm rồi. Nhưng mà để mà các bác sĩ kết luận ấy thì bản thân mình phải có bệnh mọi người ạ. Còn cái vấn đề mà các cháu bây giờ có nhà rồi thấy khỏe mạnh hơn thì mọi người lại nói là diễn. Thế chả lẽ các cháu khỏe mạnh mình lại không mừng hay sao? Hay là mình lại không vui hay sao? Rồi là bố con hòa hợp ấy, thì cái vấn đề là của nội bộ gia đình. Thì riêng bố của Xính ấy thì anh em mình cũng đã nói rồi. Mới được cuối mà. Lúc rượu chè thì thật sự là cũng rất là nát, và không chỉ chửi mỗi Xính mà ba anh em trai đều bị chửi. Còn mỗi cậu út là bị chửi ít nhất. Rồi là mẹ thì không có tiếng nói rồi, mẹ nói là cũng bị chửi, bị đánh. Đấy là sự thật, và là cả xóm này người ta biết chứ không chỉ riêng gì trên phim. Đấy, còn lúc bình thường thì ai, con người chúng ta cũng đều có cái sự lương thiện và có những cái sự bao dung, đặc biệt là đối với tình mẫu tử, tình cha con. Cái điều đấy thì với những khán giả mà đã từng làm bố làm mẹ thì chắc chắn là biết điều đó. Còn những khán giả mà comment như cái bạn mà chơi là còn mãi này thì khả năng là cũng chưa từng làm bố làm mẹ, hoặc là cũng chưa từng nhìn nhận một cái vấn đề gì đấy mang tính khách quan hay là mang tính sởi lời một chút. Đấy, lúc nào nhìn đời bằng một cái ánh mắt tiêu cực thì chắc chắn là sẽ tiêu cực mọi người ạ. Đó. Thì hôm nay là chấm dứt cái vấn đề là vì sao chưa làm nhà nhá mọi người ạ. Chẳng lẽ là anh em mình lại đến cái lúc mà mưa to báo sớm chớp đùng đùng để quay cho mọi người xem thì lúc đấy cũng rất là nguy hiểm. Không thấy à? Cũng thấy chứ. Rơi đâu rồi? Thế thì tìm lấy một cái sắt gì đấy. Em bảo ngầu đi. Sắt 6 thước à? Sắt.
Nãy anh có nhưng mà chắc đi đường rung và nó rơi rồi. Chắc nó thủng đấy thì nó rơi rồi. Đấy. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe những cái tâm sự của cháu Hiệp. Thì đây sẽ là cái video cuối cùng của cái mùa mưa này. Để nói về cái nhà của em Xính nữa. Đến khi nào mà anh em thợ lên trời nắng đẹp bắt đầu làm thì anh em mình sẽ quay gửi cho tất cả mọi người cùng xem tiếp cập nhật nhé mọi người nhé. Hôm nay chuẩn bị cái chuôi đàng hoàng rồi à? Vâng. Em bé tránh ra, em bé. Khiếp. Bây giờ tình hình sức khỏe như thế nào, em có thể chia sẻ thật với anh xem nào. Sức khỏe thì... cái lưng là đau hay là không đau hay là như thế nào? Ở đây thì nó vẫn đau, nhưng mà nó mình làm việc thì nó đỡ hơn rồi, đỡ hơn nhiều rồi. Vâng. Tức nghĩa là uống thuốc các thứ là nó cải thiện nhiều. Vâng, uống thuốc điều thì nó... đấy là đối với cái lưng đúng không? Vâng, đúng rồi. Thế còn cái khác thì sao? Cái khác thì vẫn chưa được anh. Vẫn chưa được? Vâng. Cái vấn đề gọi là sức khỏe ấy thì có khỏe hơn không? Không anh ạ. Vẫn thế thôi. Vâng. Chẳng qua là anh cảm thấy là khi mà mình có nhà thì tâm trạng mình nó tốt hơn một chút thôi nhỉ? Vâng. Chứ ngày nào mà mình cũng vào đây mà quay, nếu mà để nói quay cho Xính Ngọc ốm thì đơn giản thôi, diễn một tí là xong, nhưng mà không phải làm sự thật. Mình cái điều mà tất cả những anh em làm sáng tạo nội dung trên tất cả nền tảng số ấy, là một cái gọi là cái quy định, đó là gì? Bản thân mình không được phép lừa dối khán giả, đấy là sự thật. Vâng. Đấy là không nên. Nên là các em có khỏe về mặt tinh thần hay là có khỏe về mặt sức khỏe thì đấy cũng là cái tốt mà mình muốn truyền tải cái năng lượng đấy tới mọi người thôi. Còn suốt ngày quay đau ốm thì thật sự là thứ nhất là không mong các em là như vậy. Thứ hai là làm điều đấy thì nó chả có một cái sự gọi là chả có một cái giá trị thật gì cả. Ngọc đi lấy cái gì? Ngọc đi lấy sắt về. Lấy cái đinh 10 cũng được mà. Đinh 10. Bé em bé, vào đây. Bé, vào đây. À, đứng ở đây nha. Hôm nay là có ông không ra sang chơi. Chuẩn bị bàn, có em bé thì phải sang phải không? Hay là sang làm gì? Bây giờ từ lúc cái lấy về cũng chưa thấy cái nhà của mình thì... to thế. Chào Ngọc nhá. Ơi giờ lại mặc váy rồi. Lại mặc váy với quần. Ui lò quá. Vừa không à? Tao. Không được đâu. Có cái đinh 10 ấy, Ngọc. Một tên chỉ muốn. Tên cẩu phía nè. Một tên cẩu phía cao lắm tao mà. Đóng vào đi để anh hoàn thiện gửi cho các bác, cho bà Năm được biết. Bà Năm gửi cho anh 1,5 triệu. Thì trong đó là 700 là để mua cái dao này. Thì anh chỉ mua 220 thôi. Còn 480 thì tí nữa anh sẽ ra anh Xính xem là hôm nọ em vay bao nhiêu. Cái anh hỗ trợ thì là bản thân anh tự chi rồi. Còn cái mà... còn cái em vay thì là anh lấy cái tiền đấy giả luôn nhé. Vâng. Không vừa đâu. Không, bởi vì nó còn cái bên này nữa, có cái đinh 10 ấy là vừa. Cái đinh 10 đợt trước đóng vào chuồng dê kìa. Cái này cũng vừa em. Ngọc. Tên cẩu phía lúc trông này. Vừa. Vừa. Thế thì đập một tí, đập vào cái. Đập thế thì vừa. Dày thế. Cái này dùng cẩn thận nhá, không làm mất ngón tay chơi đấy. Vâng, cái này thì lúc trước em cũng bị một lần rồi đấy. Vâng. Cẩn thận làm mất ngón tay. Vâng. Làm nhanh lên đi, cho nó xong đi. Cái bếp thì khởi công cái này mới làm cái bếp à? Vâng. Thế thì chờ nhau cũng được. Nếu mà nắng thì họ lên luôn thôi, còn mưa thì anh vẫn cứ chia sẻ như vậy thôi, biết làm thế nào được. Vâng, trên này thì cũng mưa như thế này thì cũng không biết làm như thế nào. Muốn nhanh nhưng mà cũng không được. Ngọc ơi, để tù.
đẹp đẹp lại ấy. Anh còn muốn làm xong nhanh nhanh để anh còn triển khai sang hoàn cảnh khác. Bởi vì là còn rất là nhiều hoàn cảnh đang chờ anh đến để chia sẻ và kêu gọi giúp đỡ. Thật sự rất là tuyệt vời là các nhà hảo tâm luôn luôn kịp thời giúp đỡ những cái hoàn cảnh ở trên kênh của anh. Đó, như của nhà em thì hiện tại chỉ có xây nhà lên và bàn giao nhà là xong, công khai tài chính nữa là xong mà. Cũng không còn nhiều việc nữa. Xong nhà thì nếu mà còn dư một vài triệu mà muốn đi khám ở Hà Nội thì cũng đi thôi. Quan trọng nhất là các bác thương em để chữa sức khỏe thì anh cũng sẽ hoàn thành tâm nguyện của em cũng như là các nhà hảo tâm. Cậu đi lấy một tí cỏ vào đây cắt xem nào. Ông thấy có rau nhiều xì chuột không? Cả rau à, rau xì. Không phải rau nhiều. Ngô vừa nhỏ lại còn vừa bị sâu nhỉ? Vâng. Ồ. Hay là con cào cào ăn hay con sâu ăn? Đây chắc là dê ăn anh ạ. Khu này là dê à? Ờ, dê con trái của nó suốt ngày nhạy về ăn đấy. Trời ơi. Cẩn thận nha em bé nhé. Ôi sao mà vót mãi không chuẩn thế? Có làm được không? Có nhưng mà to lắm anh. Khi một to mày. Anh bảo sinh bao nhiêu? Rất nhiều anh ạ. Bao nhiêu? Khoảng 1 triệu mấy thôi. Ừ. Thế thì anh sẽ hỗ trợ được. Đóng vào đi. Đóng mạnh vào đi. Đó. Làm thử cho tí em hết làm. Ừ, khắc vót cho nó vào trong hết đi. Vâng. Để dùng được lâu dài. Vâng. Đấy đúng rồi. Cái đấy phải dùng cái gì đóng vào đúng không? Búa. Ừ. Búa đi, dùng búa to này. Bên kia nữa, quay. Không vừa. Cái này thì nó còn một tí nữa không vừa thôi. Lấy chát chìa đóng vào đi. Cầm lên. Nâng lên, nâng cái dao lên, đấy. Anh nhập hết đồng lắm, đục cho anh ơi. Không vừa đâu. Có cái đinh 10 ấy, nằm đinh 10. Làm chuồng. Xem nào. Một chấm. Có anh. Đây chắc được không nhỉ? Sắp vào rồi. Anh đi sắp vào rồi. Giữ một đoạn rồi. Đấy, táo. Này, cái này cứ ngoáy cho nó to cái lỗ ra là được. Anh giữ ra đây. Ngon. Chờ ô kìa. Gọi gâu ra. Gâu. Con vịt đâu ấy? Con vịt mổ ăn rồi. Đây nó cô đơn quá. Không.
hôm qua thì chuyển bột xuống dưới thì em không có tiền thì mua ăn rồi. Ừ. Thằng nào nó cũng thế, một con gom này đấy, đứng ở đây là mát nhé, đứng gần chú làm cái gì. Bây giờ anh em mình sẽ test thử một tí mọi người. Đây là tính của nó là nó hiếu động mà. Vâng. Ăn cái này chịu hết luôn. Khổ nỗi là ban ngày mình lên thì nó nắng nhỉ. Vâng. Đấy, nó nắng như này nước xong là chiều nó lại mưa. Vâng, mà chiều thì mưa. Một lúc sau là trời nó lại đen nghịt rồi mà mọi người ạ. Vâng. Thật sự ấy. Trên vùng cao này thì như thế thôi. Một lúc nắng, một lúc mưa. Đấy, xem thời tiết xem là bao giờ nó sẽ hết mưa. Dự báo. Đây không có điện thoại xem thời tiết đâm ra là không. Mưa đến thứ bảy tuần tới. Thì chủ nhật ngày 9. Mới bắt đầu là đây là dự báo của thời tiết thôi. Mọi người quý khán giả có thể tự cập nhật cái thời tiết trên các thiết bị của mình cũng như là các cái phương tiện thông tin đại chúng để được biết. Còn vùng cao thì đặc thù là mưa nắng thì nó là liên miên rồi. Nắng thì nắng rất là gắt và mưa thì mưa liên tục. Anh em mình cho vào đây này, để ở đây nó đỡ mưa này. Anh mở cửa ở nhà nhé. Vâng. Cho ra đây này. Anh cho đây cũng được anh ạ. Vâng. Ôi, giỏi nhỉ. Vừa phi tí đã lấy được từng đấy rồi. Ủa, thử thử nữa à? Mặc váy có tác dụng gì Ngọc? Hả? Hả? Xấu hổ. Xấu hổ á? Sao lại xấu hổ? Có gì mà xấu hổ? Con gái vùng cao thì không khít mặt quần lắm. Chả có con gái vùng cao nữa. Thử xem nào. Cái này là cẩn thận nhé, không là đi luôn cái tay đấy. Ở trong này này, cái sắt nó gì đấy, nó gì là nó hỏng đấy. Anh vào nhà đi. Cho vào cái
Không phải nọt su, nọt rau thôi. Ai bảo dê nọt su rồi. Được cái sạch sẽ nhỉ, hai vợ chồng này. Được. Bé nhiều mới nhùa nhiều à, rồi về mẫu ấy tù mà thì tao mua chỉ mua mua à, tao mua mà la ớ đây à. Cái dao này là bà Năm bà gửi nhá Ngọc nhá. Bà Năm cho mình cái gì có nhớ không, cho những cái gì nhỉ? Hả? Tù chì giờ hai con dê bị ốm à Ngọc, thế là kẹp cổ đỏ lòm thế, bị ốm à, đi thím đi, đi đi với thím đấy. Anh em mình uống nước xong là cũng kết thúc video thôi, hy vọng là những cái tâm sự của anh em mình, đây là lần cuối anh em mình nói về những cái vấn đề mà đang tồn tại ở một số vị khán giả, thật sự là cũng có ủng hộ và có đồng hành, có yêu quý anh em mình. Tuy nhiên thì có những cái cách nhìn nhận vấn đề là chưa thực sự là khách quan với công việc của anh em mình. Do vậy mà tâm sự với mọi người là như vậy. Thì mọi người cứ yên tâm là chân cứng đá mềm thôi. Anh em mình cây ngay thì không sợ chết đứng, và cứ vững bước mà đi thôi. Tao Giống Mày sẽ làm cho đến khi nào mà không còn một ai ủng hộ và không còn một ai xem nữa, thì lúc đấy anh em mình sẽ dừng chân để ngẫm nghĩ lại tất cả. Cảm ơn bà Năm rất là nhiều đã hỗ trợ anh em mình trong cái video ngày hôm nay. Thì hôm nay anh em mình sẽ chấm dứt cái vấn đề vì sao chưa làm nhà, hay là tại vì sao. Đấy. Rồi thật là chấm dứt cái vấn đề mưa thôi. Mưa rất nhiều. Đó. Bây giờ ngồi thì lại tối tối rồi. Không biết là có mưa không để anh em mình còn về nữa. Đó. Thì với những cái tồn tại, thì số tiền hôm nay là bà gửi 700 thì anh mua 220, còn 408 thì anh cũng nói rồi, anh không đưa cho em nữa mà anh sẽ đi giả, anh xính cái tiền thức ăn hôm nọ em mua. Vâng. Nhá. Vâng. Còn cái anh đã nói anh hỗ trợ cho em là anh hỗ trợ là khoảng 400 nghìn kìa, là anh sẽ hỗ trợ. Vâng. Còn số nợ còn lại thì cái số tiền dư của bà Năm thì anh sẽ trang trải cho cái việc là mua thức ăn hỗ trợ. Nhá. Vâng. Đấy. Xem nào có. Cháu xin cũng cảm ơn bà Năm rất nhiều. Bà đã gửi tiền rất lớn về mua dê hay cặp dê nữa. Hôm nay bác gửi một số tiền về mua con rau chặt cọ cho hai vợ chồng cháu. Cháu cảm ơn cô rất nhiều. Và cháu chúc cô luôn luôn mạnh khỏe. Để Ngọc thử nói xem nào. Ngọc, vô đây. Nói tiếng Mông, đưa mic cho vợ ra để vợ nói xem nào. Ê, mời các bạn uống nước với anh em mình nhé. Hay nói tiếng đi. Chị có thang thang lắm không? Xính dậy, dậy đi, rồi quen đi. Thằng chút chiều, thằng chút chiều. Thả mà, xin xài nè. Xin xài nè. Cháu cảm ơn bạn Na rất nhiều nhé. Bạn Na đoán cũng thể rất là nhiều cho hai vợ chồng cháu mua rau các cỡ nha. Cháu cảm ơn bác Na rất nhiều. Cháu chúc bác Na thật nhiều sức khỏe. Đấy là Ngân Lành ở đây nhỉ. Bây giờ nói lời cảm ơn đã mượt mà hơn rồi. Thì trước khi kết thúc video này thì một lần nữa mong rằng mọi người sẽ tiếp tục có những cái món quà nhỏ nhỏ gửi về cho hai vợ chồng. Và anh em mình chân thành cảm ơn bà Năm một lần nữa. Hẹn gặp lại quý khán giả trong những cái thước phim tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn.